sáng ngày 2 tháng 2 năm 2022, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn phim dài hơn 30 giây ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe máy ngược chiều lao nhanh trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ông này không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy màu đỏ phóng ngược chiều khiến nhiều tài xế ô tô gặp một phen hoảng vía. Theo người quay lại đoạn phim này, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức chiều mùng 1 Tết trên cao tốc theo hướng từ Mỹ Thuận về Trung Lương ở đoạn km 70, đoạn thuộc địa bàn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Người này chạy trên làn đường số 1 và đi một đoạn dài hơn 10 km, đối đầu với nhiều phương tiện ô tô khác đang lưu thông theo hướng ngược lại.